Đấy, bây giờ là bây giờ bắt đầu đến là giai đoạn là chó hành rồi đấy. Đấy các bạn nhìn này đấy, cái đầu của nó lên được một tí rồi này. Ai bảo nuôi chó là nhàn? Đây. Hôm nay gọi là chiêu chiêu tắm rửa sạch sẽ này, muốn gọi là dắt đi dạo tí đây. Không hiểu sao lại lộn cổ xuống rãnh đây. Đấy, nhìn cái bộ mặt là không có chút gì gọi là đau đớn này. Trông rất là hưởng thụ và cứ làm yên thôi. Bởi vì lặng quá mà. Đây là gần 60 cân, không thể nào mà nhúc nhích được trong cái rãnh xìn này luôn. Đấy, thế bây giờ không biết là tao giải cứu mày lên kiểu bằng cách gì đây. Rõ ràng là em đi đằng trước, rồi em còn ngoảnh mặt lại là thấy nó vẫn còn đi bộ. Thế em lại ngoảnh mặt đi, thế em lúc em ngoảnh mặt lại là không thấy nó đâu cả. Mà ở đấy không có cái ngõ nào. Thế là về sau là ra nhìn thấy cái rãnh, thấy cái mấy cái cỏ cỏ ấy nó động đậy thì mới biết là con chó này nó rơi xuống rãnh. Đấy, thế là về sau là bây giờ là phải gọi là dậy giải cứu thôi. Đấy, bây giờ là bây giờ bắt đầu đến là giai đoạn là chó hành rồi đấy. Đấy các bạn nhìn này đấy, cái đầu của nó lên được một tí rồi này. Đấy vì nó lặng quá em không thể nào mà nhấc nó lên được. Nên là bây giờ là em phải gọi là cố gắng hết sức vì ở đấy là không có ai. Bây giờ có mỗi mình em gọi là giải cứu cho nó thôi. Nên là đau hay là như thế nào là vẫn phải gọi là lên thôi. Đấy anh chị nhìn trông này. Đấy nên được lên bờ là yên tâm rồi. Đúng là bây giờ là người gọi là người với chó là bẩn như nhau luôn. Bây giờ về lại phải tắm lại anh chị ạ. Đấy anh chị nhìn nó này trông hiếp hồn luôn. Quá tay. Đây đây chính là bộ dạng của nó sau khi nằm ở dưới cái cống đấy. Lần sau thì đừng có hếch mắt lên nữa nhá. Tôi là một cục cức, thế thì có làm sao? Nhóc không phải là một cục cức tùy tiện đâu. Nhóc là cục cức chó, ta dám nói nhóc là loại cức tồi tệ nhất đấy. Nó là một đống cức bị chó vứt bên đường. Vừa sinh ra là đã bị chó mẹ vứt bỏ một cách vô tình. Không nơi nương tựa, nó chỉ biết nằm im một chỗ. Ông ơi! Ông ơi dậy! Có ông Đảm ở thành phố xuống chơi. Có Đảm về rồi hả? Không phải là phân, ông Đảm cơ mà. Mày mang xuống bếp cho ông. Khổ quá thật chứ gì. Ông Đảm. Thế được mấy bao? Ui giời ơi.